Bác sĩ thông báo tình trạng Thương Tín sau cơn đột quỵ, nhiều nghệ sĩ quyên góp tiền viện phí. Chiều ngày 25 tháng 2, nam diễn viên Thương Tín đột quỵ tại phòng trọ, may mắn được các hàng xóm kịp thời phát hiện và đưa vào bệnh viện. Hiện đã qua cơn nguy hiểm. Các đồng nghiệp của ông sau đó nhanh chóng tìm nhiều cách liên lạc với vợ con đang ở quê để thông báo tin tức, đồng thời đứng ra quyên góp, giúp đỡ khi ông đang trong hoàn cảnh khó khăn. Trưa ngày 26 tháng 2, vợ Thương Tín đã từ Tháp Chàm, Ninh Thuận có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để chăm chồng. Điều kiện hiện tại của Thương Tín không đủ chi trả tiền viện phí khoảng 5 triệu một ngày. Chưa kể sắp tới, anh còn phải tiến hành chụp CT, siêu âm mạch máu để tìm máu đông xử lý. Theo chia sẻ từ các bác sĩ đang điều trị cho nam diễn viên tại bệnh viện, vì Thương Tín có hoàn cảnh khó khăn nên có thể áp dụng quy định miễn giảm viện phí. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi chưa thể nói trước giảm bao nhiêu viện phí. Khi nào anh Thương Tín hoàn tất việc điều trị, chúng tôi sẽ tổng kết và hỗ trợ một phần viện phí cho anh. Quyết định miễn giảm viện phí thuộc thẩm quyền của giám đốc bệnh viện. Bác sĩ điều trị cho hay, bác sĩ cho biết Thương Tín đã qua cơn nguy kịch, đang phát triển theo hướng thuận lợi nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Bởi vì đột quỵ và nhồi máu não thường diễn ra rất bất thường và rất khó đoán. Thời điểm Thương Tín đột quỵ, vợ ông có mặt trễ cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Số đông chỉ trích là cô không ở cạnh chồng lúc khó khăn. Đối mặt với những thắc mắc từ truyền thông, vợ Thương Tín chạnh lòng nói về hoàn cảnh khó khăn, không thể sống cạnh chồng, chỉ có thể nhanh chóng vào thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc ông ở bệnh viện. Vợ ông cũng chia sẻ, đợt về quê trước đó Thương Tín đã có dấu hiệu không tốt, nhưng vì muốn đi đóng phim kiếm tiền, ông đã phớt lờ sức khỏe của mình. Nam diễn viên 65 tuổi cũng được chẩn đoán có nguy cơ bị đột quỵ, từng nhiều lần ngã trước đó, cả gia đình đều biết việc này. Theo người vợ, vì cuộc sống hai người không thể ở chung một chỗ, thỉnh thoảng cuối tuần hoặc có thời gian rảnh, cô mới đưa con vào thăm bố hoặc nam diễn viên về quê thăm vợ con. Ở quê, công việc của vợ Thương Tín cũng bấp bênh, khi vào mùa cô xin làm ở vườn điều, không có việc lại ở nhà nuôi vài ba con gà, chia sẻ bệnh tình của con rể. Giờ ông ấy chỉ mở mắt nói chuyện xíu, mệt rồi lại nằm. Ông tỉnh lại là đòi về vì sợ tốn tiền. Giờ cuộc sống khó khăn nên cũng sợ. Lúc Thương Tín được đưa tới đây, bệnh viện không làm giấy tờ được vì không có người nhà. Tối gia đình ở Phan Rang nghe tin là chạy vào liền. Hồi Tết Thương Tín đã bị bệnh rồi, có những lúc đi vệ sinh không kiểm soát luôn. Gia đình cũng khó khăn, vợ con thì ở quê. Thương Tín sợ ở đây lỡ có chuyện gì cũng không có ai. Lúc đột quỵ, may mà có những người ở nhà trọ đem vào. Mẹ vợ của nam diễn viên cho biết. Mẹ vợ Thương Tín kể thêm, trong thời gian một mình bươn chải ở Sài Gòn, Thương Tín nhiều lần bị ngã xe vì chân tay yếu. Ông chủ yếu đi diễn, hát ở một số sự kiện kiếm thêm thu nhập, làm được tiền nam nghệ sĩ gửi về cho con gái dưới quê. Thương Tín thương con nhỏ lắm, đi đóng phim có tiền, bạn bè cho, cũng dành dụm gửi về cho con. Phía các đồng nghiệp diễn viên sân khấu hiện cũng đã đứng ra kêu gọi quyên góp hỗ trợ kinh phí cho quá trình ông điều trị tại bệnh viện. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, Đức Thịnh, Minh Luân cũng đang vận động giúp đỡ. Tối ngày 26 tháng 2, Trịnh Kim Chi đã công bố số tiền quyên góp hơn 76 triệu đồng. Phần đóng góp tiếp theo sẽ tổng kết vào tối 27 tháng 2. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cũng thay Thương Tín đóng viện phí 10 triệu. Diễn viên Lý Hương cũng gửi riêng cho gia đình ông 20 triệu.